Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023. Nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê hiện tại đang có mặt tại khuôn viên của khu chợ Hồng Kông 4 tọa lạc trên đại lộ Bel Air Sài Gòn của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng tham dự lễ tưởng niệm quốc hận nhìn lại 48 năm ngày mất nước miền Nam Việt Nam, thân yêu của tất cả những người con Việt hải ngoại tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh bài chấm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Ngày hôm nay, Hội đồng đại diện cộng đồng đứng ra tổ chức một ngày tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 với chủ đề Việt Nam hướng về tương lai. Và mặc dù là còn rất sớm nhưng mà tất cả các đồng hương, các thành viên trong các hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia cùng như các hội đoàn ái hữu đang tập tụ trước khuôn viên Hồng Kông 4 để mà chuẩn bị chương trình vào đúng 5:30. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái chương trình rất đặc biệt để mà chúng ta cùng nhau hướng về quê hương. Có thể nói là một ngày ô nhục nhất trong lịch sử 5.000 năm văn hiến của nước Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hướng về quê hương đất tổ để cầu nguyện cho 90 triệu đồng bào của chúng ta mau sớm thoát khỏi cảnh ngục tù cộng sản. Và chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị hãy ra để mà cùng chúng tôi thắp một nén hương lòng để mà hướng về tổ quốc. Sau chương trình diễn hành, cầm cờ diễn hành lên khán đài, chúng tôi sẽ có một cái chương trình rất đặc biệt để tưởng niệm 5 vị tướng đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4. Và sau cùng thì có một chương trình văn nghệ đấu tranh để mà hỗ trợ cho những đồng bào trong nước cùng nhau chúng ta hướng về tương lai một ngày sáng lạng cho đất nước. Những cái chương trình mà chúng tôi sẽ thực hiện ngày hôm nay, lễ diễn hành gồm có Hội đồng đại diện cộng đồng, Ban hợp ca Hồn Việt, lớp võ thái cực đạo của võ đường Quốc Lâm, Hội phụ nữ Âu Cơ, Hội Trưng Vương, Liên đoàn hướng đạo Biển Đông, Ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện, Toán rước quân kỳ và nhóm Hồn Việt với lá đại kỳ. Màu cờ vàng ba sọc đỏ thắm tươi tình đất Việt Nam, như cha ông vẫn thường thiết tha, chết một lần hãy sống cho vinh quang. Màu cờ vàng ba sọc đỏ sáng tươi tình nước Việt Nam, đây quê cha vẫn đầy bão chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Sáng muôn sao.
Ngày 30 tháng 4 là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt toàn đất nước vào quỹ đạo thống trị của một chế độ phi nhân, phi pháp, phi đạo lý, phi luân và phi lương tâm, để chúng dễ dàng cai trị 90 triệu người dân thấp cổ bé miệng trên toàn cõi Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 là ngày văn hóa nhân bản của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa bị biến thành nền văn hóa lai căng, băng hoại, đồi trụy và tụt hậu do chế độ Cộng sản mang lại. Và sau cùng, ngày 30 tháng 4 là ngày lý do tại sao hàng triệu người Việt Nam như chúng ta đang sống lưu lạc nơi xứ người. Kính thưa quý đồng hương, chính vì những lý do đó mà tại sao chúng ta phải có trách nhiệm nhắc nhở cho con cháu ngày Quốc hận 30 tháng 4 là ngày tang thương của dân tộc, chứ không phải là ngày thống nhất dân tộc. Cho dù là nửa thế kỷ hay 10 thế kỷ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ mãi mãi là ngày quốc hận do chế độ ngoại lai Cộng sản Việt Nam gây ra, và đồng bào hải ngoại sẽ luôn khắc sâu trong tâm khảm. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Most of those who were lost in Vietnam were in their late teens and early 20s. They never had a chance to grow old. They will be forever young. However, it is up to us to never let them fade away. We remember them by continuing to honor their memories, their sacrifice, and those they left behind. We keep them in our hearts because their sacrifice made us who we are today. Strong, smart, determined. Their spirit will not disappear. We shall not let it happen. As long as our hearts remain valiant and steadfast, the sacrifices of those who have laid down their lives will never be in vain. Please join me and the leadership of the Vietnamese community of Houston and vicinity in remembering those who have fallen, and support those who are still continuing to carry on the warrior spirit by serving in all branches of the United States military. Hurrah! Thank you. 48 năm trôi qua không phải là bao khi so với tổ tiên của chúng ta 1.000 năm đô hộ giặc Tàu. Nhưng mà Tàu không thể lấy được đất nước Việt Nam, không có lý do gì Cộng sản ngày hôm nay có thể lấy được đất nước Việt Nam của chúng ta. Sau biến cố 1975, người dân của chúng ta đã ra hải ngoại, và hải ngoại chúng ta đã thành tựu và thành đạt rất nhiều. Và mong rằng ngày mai sẽ tươi sáng, và ngày mai dân tộc Việt Nam sẽ vinh quang sáng lạng, và người Việt Nam trong nước hay là hải ngoại đều là một dòng máu oai hùng của dân tộc tổ tiên của chúng ta. Ngữ nguyện an lành mười phương, chư liệt vị lãnh đạo tôn giáo, sáng lập tôn giáo, Đức Thầy, Thiên Chúa, Đức Phật, gia hộ cho tất cả chúng ta trong nước lẫn hải ngoại sở cầu như nguyện. Vừa rồi thì chúng ta cũng được thông tin chia sẻ là công nhận ngày 30 tháng 4 trên tiểu bang Michigan là một ngày để tưởng niệm quốc hận. Thì không biết là đối với Texas của mình, với những thắng lợi mà mình đã đạt được với việc vinh danh cờ vàng và vinh danh những người Mỹ gốc Việt thành công, thì anh có nghĩ rằng ngày 30 tháng 4 sẽ tiếp theo một bước tiến triển nữa trong tiểu bang, chúng ta cũng sẽ công nhận ngày này là ngày quốc hận không ta? Dạ thưa chị, thì cái sự đóng góp của người Việt của chúng ta nói riêng tại tiểu bang Texas là rất là nhiều chị. Dạ, mặc dù mình qua chập chững trong những năm đầu tiên, tuy nhiên sau đó người cộng đồng người Việt của chúng ta đã đóng góp qua mọi lĩnh vực, từ quân sự tới những cái business và tới những cái giáo dục, thì cộng đồng của chúng ta đã vượt lên và đã đứng vững được và được cái sự để ý của những cái tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ này, thưa chị. What is your feeling right now after 48 years? I'm honored to be here to recognize our heroes and the sacrifices that the community made 48 years ago. We cannot forget this date. We should tell our young people and spread the word of the sacrifices and honor those fallen heroes. So I'm here and I look forward to returning. And what is your future right now to the community, Vietnamese community? Well, everyone should be excited to be involved. Everyone has to vote and protect our freedom right here in Houston, Texas. And we got to include the Vietnamese community in our city government. Thank you for being so kind and welcoming here tonight. I feel so
energetic because I'm here. Thấy có sự hiện diện của dược sĩ Nguyễn Khoai Dự Thảo và không biết là chị có đôi lời gì muốn nhắn gửi với ban tổ chức trong chương trình ngày hôm nay ạ? Phải nói là Dự Thảo không những nhắn gửi ban tổ chức mà nhắn gửi với Ái Hiền chị Như Lê. Chị Thảo rất là khâm phục lòng yêu nước của hai chị Như Lê cũng như là Ái Hiền trong vòng weekend này đã cover từ ngày thứ sáu tới ngày thứ bảy và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật trời rất là nắng và cũng ra đây để mà ghi lại những hình ảnh 30 tháng 4 kỷ niệm những ngày mà chúng ta lưu vong và phải nói rằng ban tổ chức một bữa này rất là chu đáo và đã rước năm ông tướng lên từ xa đi lên. Chị Thảo thấy rất là cảm động và phải một lần nữa Thảo rất là chân thành cảm ơn toàn thể cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Houston. Đôi dòng thơ xin gửi gắm thế hệ con trẻ mai sau đừng quên ngày quốc hận. Con phải nhớ ngày quốc hận, không được quên ngày mất nước tan thương. Lịch sử dài cả dặm đường là người con Việt phải thường nhắc nhau. Cờ vàng, ba sọc đỏ màu, lá cờ chính nghĩa mai sau con à. Quốc hận khóc nấc câu ca, ngày ta mất nước người ra ngoài đường. Cô nhi quả phụ thương binh, cuộc đời đau khổ điêu linh con người. Xin trân quý tấm chân tình của quý vị đã dành thời gian ra đây để tham gia trong chương trình tưởng niệm lễ quốc hận nhìn lại 48 năm biến cố đau thương của dân tộc Việt Nam. Và nhóm phóng viên của chúng tôi, Ái Hiền và Dư Lê xin kính chào và mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự lần sau.